Hôm nay mình chỉ đậu thịt, nước mắm, hạt tiêu, hành tỏi và hành lá diêm. Đậu thịt diêm nhá. Cho thêm một ít nước nếu mà nó cạn quá nó khô nó cháy. Không cần cà chua, cái này không phải là không cần cà chua. Cho cà chua diêm lên. Ngon tuyệt vời. When you have these, all the ingredients the same as the one with the tomato sauce, but except you don't put tomatoes in. It's so good. It's only like peppery flavor. And it doesn't have the sourness of the tomatoes. It's so good. Ghế kêu làm như là cà phê. Chưa lại đậu nóng. Just from the fridge. From the fridge. It's cold. Too hot, just come out of the stove. Of the pot. Hai tuần rồi mới được ngồi ăn cơm mà bà. Bị COVID mình không bị mất mùi, không bị mất vị. Nhưng mà đau đầu. Không biết mọi người có bị đau đầu không? Mình đau đầu hết, COVID vẫn đau đầu. Bắt đầu bị là triệu chứng đầu tiên là bị u tai. Giống như cái tiếng tủ lạnh này mình kêu nhưng mà ở trong tai hai tai. Bị u tai khoảng 10 tiếng đồng hồ. Kiểu thời tiết thay đổi nha cái gì. Còn định đi khám tay. Sau đấy là ngứa ở trong cổ. Bị một tuần, mặc dù cả nhà đeo khẩu trang, cũng như một phòng vẫn đeo khẩu trang, đi ra đi vào vẫn đeo khẩu trang, nhưng mà bị một tuần thì con mình bị lây, bị luôn, nó cũng bị đau đầu.
mai không mất mùi mất vị rồi. Kể cả lúc chảy mũi tịt mũi vẫn ngon. Có do ho á, rác họng á thì ngay nuốt thì khó chịu thôi. Thì này hôm trước dán không thì định làm kho quẹt, thèm ăn đậu quá lại đi mua đậu về gì. Tuần đầu COVID thì kiểu như cảm cúm ấy, tuần thứ hai thì đau người, đau kinh khủng, cơ bắp thứ bị rút cổ, rút cơ từ cổ này xuống đến ngang lưng này. Không xoay được người, xong rồi không muốn ngọ nguậy, đi đứng nằm ngồi kiểu gì cũng đau. Hay là phải vận động, tập thể dục nhẹ nhàng. Cái bài yoga cho beginner cho nó relax cái cơ bắp ra. Họ hỏi vẫn đau nên dễ chịu hơn nhiều. Con mèo hâm nó đang đuổi nhau, thằng đang gạ thằng kia chuyện ra chạy đuổi bắt. Lọ thủy tinh muối được một mớ rưỡi cả. Ăn bèo về hết. Lọ thủy tinh 2 cân.
Có cua đá nhưng không có vại sành. Mình vừa mới ra vườn cái nhặt được một đống ổi dứa nữa. To này, béo thế, chứ gì à? Quả này ăn lần đầu thì không ngon, lần thứ hai ăn thấy được được hơn, lần thứ ba càng ăn càng thấy ngon, kéo nghiện luôn mất. Ăn xong rồi nó hơi chua, ở dưới nhà mình nó hơi chua. Ăn xong rồi súc miệng, xong rồi uống nước ấy, thấy trong mồm ngọt kiểu như uống trà ấy. Trước thì thấy quả to gần bằng quả trứng nha, to hơn quả này một tí, ngoài rồi, ngoài rào, không phải là hôm trước, không phải là hôm qua, lâu lâu rồi, trước thì mình bị khô bị người, nó ở ngay ở trên cái rào, kéo nó cái cành đấy vào, ở vườn nhà mình. Sao không để ý ấy, chả thấy nó đâu nhỉ, nó rụng mất, không đào không tìm ấy. Ăn ngon phết, chua ăn mấy quả cái lại ê răng. Dưa chuột, mùi nồng quá.